thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ xuất hiện mưa đá. Cơn mưa đá vào chiều tối nay theo chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan có kích thước từ 1 đến 1,5cm. Chiều tối nay ngày 22 tháng 8, cơn mưa dông diện rộng với lượng mưa trung bình 30 đến 60mm xuất hiện tại một số khu vực ở thành phố Thủ Đức. Tiếp đó, mưa đá xuất hiện tại đây. Trả lời phóng viên Vietnamnet, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho hay, mưa đá xuất hiện khi có những đám mây dông lớn. Thực tế, tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện tượng mưa đá không phải là hiếm trong 15 đến 20 năm trở lại đây. Theo ghi nhận, cơn mưa đá diễn ra ở một số khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh, hạt đá khoảng bằng đầu ngón tay, kích thước từ 1 đến 1,5cm. Theo bà Lan, mưa đá xuất hiện khi có những đám mây dông lớn. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong những ngày qua xuất hiện nắng nóng và oi suốt cả ngày, kéo dài đến 18 giờ tối. Mặc dù là nhiệt độ trong ngày không cao, chỉ từ 30 đến 34 độ C, nhưng do thời gian nắng kéo dài đã gây ra hiện tượng mây đối lưu nhiệt. Các hạt đá được phát triển trong những đám mây đối lưu nhiệt có độ cao từ 5 đến 6 km. Lúc này, nhiệt độ trên đỉnh mây lạnh, nước trong mây lên xuống liên tục khi lên đến đỉnh mây, dính vào nhau tạo thành đá và ngày càng to ra, sau đó thoát ra ngoài gây ra hiện tượng mưa đá. Do các hạt này khi rơi từ chân mây xuống mặt đất, độ cao khoảng 500 mét, nên kích thước đã tan mất một nửa, chỉ còn bằng đầu ngón tay như trên. Chuyên gia Ngô Thị Xuân Lan cho biết mưa đá chỉ xuất hiện vào thời kỳ chuyển mùa, thường là những cơn mưa đầu mùa, sau 6 tháng nắng nóng mới có. Mùa mưa thỉnh thoảng xuất hiện mưa đá nếu có nắng trong nhiều ngày. Dự báo trong những ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nắng nóng vào ban ngày và chiều tối xuất hiện mưa dông. Nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng 30 đến 34 độ C. Hà Nội mưa lớn. Các tỉnh Bắc Bộ bước vào đợt mưa lớn kéo dài 2 ngày với nhiều nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ở khu vực miền núi. Cùng lúc, Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông dài ngày. Trưa ngày 25 tháng 8, Hà Nội mưa lớn kèm theo sấm sét. Lúc 13 giờ, mưa xuất hiện ở nhiều nơi thuộc nội thành. Bản đồ theo dõi lượng mưa của Hà Nội cho thấy khu vực Hoàng Kiếm, Ba Đình và Hai Bà Trưng có mưa rào trong thời gian ngắn với vũ lượng lên tới là 20mm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ tối ngày 24 tháng 8 đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 8, nhiều khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ cũng có mưa lớn với vũ lượng hơn 100mm. Riêng Nậm Păm, Sơn La, lượng mưa ghi nhận được trên 200mm chỉ sau 12 giờ. Ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc, Đông Nam qua khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên tới 5.000m. Ngày 25 đến ngày 26 tháng 8, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to. Mưa tập trung ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến là 70 đến 130mm. Riêng Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, mưa lớn có thể xuất hiện cục bộ về đêm và sáng với vũ lượng là trên 200mm. Tại Hà Nội, mưa rào và dông tiếp diễn trong những giờ tới và kéo dài đến hết ngày 26 tháng 8. Người dân đề phòng các cơn mưa lớn kèm nguy cơ dông, lốc, sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cảnh báo ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, các sông suối khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên tới 1-3m. Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ khu vực Thượng Lưu có khả năng đạt mức báo động 1. Lũ quét, sạt lở đất nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông, đặc biệt là các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Cùng lúc, mưa cũng xuất hiện ở Trung Bộ sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm nay ngày 25 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 30 đến 50mm trên ngày, có nơi trên 80mm trên ngày. Trong khi đó, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam trên cho nên các tỉnh ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn mưa lớn liên tục trong các ngày từ 25 đến 27 tháng 8. Lượng mưa phổ biến là 30 đến 60mm mỗi ngày, có nơi trên 80mm. Mưa tập trung vào chiều và tối với nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước đó, trận mưa lớn trên 130mm xảy ra tại xã Khâu Tinh, huyện Na Hang, Tuyên Quang, khiến khu vực xảy ra hiện tượng sạt lở đất làm sập một nhà dân. Sự việc khiến cho 3 trẻ em tử vong. Sáng ngày 25 tháng 8, sau khi đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do mưa lớn gây sạt lở tại xã Khâu Tinh,
ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng của Tổng cục Phòng chống thiên tai, đã đề nghị tỉnh Tuyên Quang khẩn trương chỉ đạo cấm biển cảnh báo sạt lở, rào chắn không cho người, phương tiện vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Địa phương phải huy động lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, rà soát những nơi đang và sẽ có nguy cơ xảy ra sạt lở, khẩn trương di dời người dân, tài sản ra khỏi khu vực đến nơi an toàn. Ngoài ra, mưa lớn 200mm xảy ra đêm ngày 24 tháng 8 ở huyện Nậm Păm, tỉnh Sơn La cũng khiến cho 550 hộ dân phải sơ tán tạm thời. Một nhà bị lũ cuốn trôi nhưng không gây thiệt hại về người và 6 km đường giao thông bị sạt lở.